Phát thanh truyền hình Hải Dương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem lại chương trình tại địa chỉ haizuongtv.vn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kính chào quý vị và các bạn. 24 giờ qua, thời tiết đã có nhiều sự xáo trộn. Đêm có mưa, mưa rào và dông. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 20mm, ngày có lúc giảm mây trời nắng. Nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay đo được tại thành phố Hải Dương và thành phố Chí Linh là 31 đến 32 độ, tương đương so với trưa ngày hôm qua. Đêm nay và ngày mai do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ, hoạt động yếu dần kết hợp hội tụ gió trên cao suy yếu, thời tiết khu vực mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, ngày giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ thấp nhất ngày từ 26 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất ngày từ 32 đến 33 độ. Cụ thể dự báo cho từng khu vực như sau. Khu vực Đông Bắc tỉnh gồm thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn, các huyện Kim Thành, Nam Sách, Thanh Hà, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, ngày giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm từ 70 đến 93%. Khu vực Tây Nam tỉnh gồm các huyện Cẩm Giàng, Bình Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Ninh Giang, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, ngày giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ, độ ẩm từ 72 đến 92%. Khu vực thành phố Hải Dương mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Ngày giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm từ 71 đến 90%. Sau đây là thông tin thủy văn. 24 giờ qua, mực nước các sông lên và dao động theo ảnh hưởng của thủy triều. Mực nước lúc 7 giờ ngày hôm nay trên sông Thái Bình tại Vả Lại là 0,72 m. Ngày mai mực nước các sông tiếp tục lên và dao động theo ảnh hưởng của thủy triều. Sông Thái Bình tại Vả Lại mực nước lúc 19 giờ ở mức 1,50 đến 1,60 m. Sông Gùa tại Bá Nha đỉnh chiều lúc 17 giờ ở mức 1,40 đến 1,50 m. Thông tin dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước sẽ kết thúc bản tin tối nay. Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương là cơ sở giáo dục công lập duy nhất trong cả nước, trực thuộc Bộ Y tế, đào tạo ngành dược trình độ cao đẳng. Uy tín và chất lượng đào tạo luôn được các nhà tuyển dụng ưu tiên hàng đầu. Năm 2022, nhà trường tuyển sinh 600 chỉ tiêu cao đẳng dược hệ chính quy theo hình thức xét tuyển dành cho đối tượng đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, 200 chỉ tiêu cao đẳng dược hệ liên thông văn bằng 2 với các đối tượng đã tốt nghiệp các ngành nghề khác. Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương, sự lựa chọn hàng đầu của các bạn trẻ đam mê với ngành dược. Trên diện tích 20 ha ôm trọn công trình cổng tỉnh kỳ vĩ, khu du lịch trải nghiệm và nghỉ dưỡng Quảng Ninh Gate dang rộng vòng tay đón chào du khách. Đến với Quảng Ninh Gate, du khách và nhất là các em học sinh sẽ được đắm mình vào không gian văn hóa Việt xưa với những trải nghiệm vô cùng thú vị khó quên. Những không gian văn hóa đa sắc màu, đậm đà bản sắc dân tộc với tính giáo dục và nhân văn từ quá khứ nối tiếp hiện tại và tương lai, mang đến những nhận thức, những cảm xúc vô cùng mới mẻ và bổ ích. Du khách sẽ được hóa thân vào cuộc sống của bao đời cha ông mở cõi, chống giặc ngoại xâm, xây dựng non sông no ấm trường tồn. Cùng với du lịch trải nghiệm, Quảng Ninh Gate sẽ đem đến cho du khách những cảm xúc mới lạ của khu resort đẳng cấp 4 sao, của chuỗi nhà hàng Á Âu độc đáo, của hầm rượu sồi đạt kỷ lục Guinness lớn nhất Việt Nam, là sản phẩm rượu whisky được trưng cất ủ lâu năm trong thùng gỗ sồi Nga từ gạo nếp cái hoa vàng Đông Triều nước tiếng gợt xa. Những phút giây nghỉ ngơi thư thái tuyệt vời bởi bể bơi vô cực, bởi spa Zen Garden phong cách Nhật Bản, bởi sự pha trộn tinh tế hài hòa giữa hiện đại và yên bình đồng quê Việt sau một ngày với rất nhiều hoạt động khám phá trải nghiệm. Tất cả sẽ mang đến những cảm xúc khác biệt, những phục hồi về thể chất và tinh thần tuyệt vời cho bạn. Quảng Ninh Gate, sản phẩm du lịch mới của Quảng Ninh, hành trình trải nghiệm ấn tượng khó quên. Hãy liên hệ tới số điện thoại hotline 0203-221-9999. Quảng Ninh Gate, nâng niu, đón chào bạn. Đại tiệc không phí, dịch vụ như ý. Miễn phí vô điều kiện các dịch vụ tài khoản và các loại phí trên kênh ngân hàng số Vietinbank iPay. Miễn phí chuyển khoản qua iPay. Miễn phí đặt alert tài khoản theo số điện thoại. Miễn phí mở thẻ ghi nợ